Đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh youtube Báo Tiền Năm Nét. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters của Anh, đã có ít nhất 93 người thiệt mạng hoặc mất tích và nhiều người khác bị thương trong cuộc tấn công nhắm vào các tòa nhà dân cư tại thành phố Beit Lahia thuộc miền Bắc giải Gaza do quân đội Israel triển khai trong ngày 29 tháng 10. Quan chức y tế địa phương cho biết, nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt trong những đống đổ nát và có khoảng 20 trẻ em trong số những người thiệt mạng. Theo lời của các nhân chứng, ba tòa nhà ở thành phố Beit Lahia bị tấn công mà không được thông báo trước và những người còn sống phải di tản khỏi nơi cư trú để bảo toàn mạng sống của mình. Israel vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Tuy nhiên, quân đội Israel từng hoài nghi về số liệu thống kê thương vong của lực lượng y tế ở giải Gaza và cho rằng những con số đã bị phóng đại phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng đây là vụ việc kinh hoàng với một hậu quả kinh hoàng khi biết được số người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở dài Gaza trở nên cao đột biến. Các quan chức Mỹ ngay lập tức liên hệ với chính phủ Israel để hỏi chuyện gì đã xảy ra sau khi vụ việc diễn ra. Số thương vong ở mức báo động của cuộc tấn công ngày 29 tháng 10 cũng khiến Liên Hợp Quốc phải bàng hoàng. Họ cho hay đây là một trong những cuộc tấn công nguy hiểm nhất ở Gaza trong 3 tháng gần đây, đồng thời kêu gọi các bên liên quan thực hiện một cuộc điều tra nhanh chóng nhằm đưa ra kết luận minh bạch nhất cho vụ việc này. Trước đó, vào ngày 28 tháng 10, hàng loạt xe tăng của Israel tiến sâu vào phía bắc giải Gaza và bắn phá nhiều cơ sở vật chất, khiến khoảng 100.000 dân thường bị mắc kẹt ở các khu vực như Jabalia, Beit Lahia và Beit Hanun, mà không có nguồn cung cấp y tế hoặc thực phẩm. Trong một diễn biến đáng chú ý, truyền thông Israel đưa tin, đêm ngày 29 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành tham vấn với các quan chức chính phủ, tướng lĩnh quân đội và tình báo về triển vọng thúc đẩy các điều khoản chấm dứt xung đột với phong trào Hezbollah ở Liban các nguồn tin cho biết bộ trưởng các vấn đề chiến lược israel john demer đứng đầu nhóm xây dựng các điều khoản đề xuất với khuyến nghị israel nên thúc đẩy ngừng bắn dựa trên cơ sở là những thành quả quân sự đạt được trên thực địa những tuần gần đây Cuộc tham vấn có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Joab Gallen, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Herzi Halavi, giám đốc cơ quan tình báo Mossad David Bania và người đứng đầu cơ quan an ninh Sinbet Ronenbar. Trong đó, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Halavi khuyến nghị một cách mạnh mẽ việc tìm kiếm một thỏa thuận đình chiến thông qua đàm phán với niềm tin rằng cục diện hiện tại ở Liban hoàn toàn có thể thúc đẩy một tiến trình tách biệt với cuộc xung đột tại giải Gaza. Trước đó, hãng tin Ynet của Israel cho biết, một số quan chức cấp cao nước này xác nhận đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa lực lượng phòng vệ Israel và Hezbollah. Theo đó, các cuộc thương thảo hiện đang ở giai đoạn tiến triển và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Amos Hostein có thể trở lại Israel và Liban trước ngày 5 tháng 11 để chốt thỏa thuận cuối cùng. Phát biểu tại căn cứ không quân Ramon ở miền nam Israel vào ngày 29 tháng 10, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, quân đội Israel, tướng Herzi Halevi cảnh báo, nếu Iran phạm sai lầm khi phát động một đợt tấn công tên lửa khác vào Israel, chúng tôi sẽ biết cách tiếp cận Iran với những khả năng mà chúng tôi thậm chí chưa sử dụng trong cuộc tấn công vào ngày 26 tháng 10 và tấn công rất mạnh mẽ vào cả năng lực cũng như những vị trí mà chúng tôi đã giành lại cho sau này. Tướng Halevi giải thích rằng, việc giữ lại một số năng lực tấn công là vì sự kiện này chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn đang ở trong quá trình xử lý. Tướng Halevi cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng của quân đội Israel ở tất cả các mặt trận. Chúng tôi đang tác chiến ở Liban, ở Gaza, chiến đấu chống khủng bố ở Judea và Samaria và ở các chiến trường xa hơn. Tướng Halevi cảm ơn sự đóng góp của từng thành viên trong quân đội, đồng thời khẳng định mức độ sẵn sàng chiến đấu cao của Israel cho các tình huống trong tương lai. Hiện vẫn chưa rõ Iran phản ứng ra sao trước cuộc tấn công ngày 26 tháng 10. Trong bài phát biểu sau đó một ngày, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng cuộc tấn công của Israel không nên bị xem nhẹ cũng như không nên bị phóng đại. Theo lãnh tụ tối cao của Iran, Israel đã sai lầm trong tính toán về Iran và phản ứng của Iran đối với Israel nên được xác định bởi các quan chức nước này. Ông Khamenei nhấn mạnh, những gì có lợi nhất cho người dân và đất nước nên được thực hiện. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố rằng nước này sẽ có phản ứng thích đáng đối với hành vi của Israel nhằm vào lãnh thổ Iran. Tổng thống Iran nêu rõ, chúng tôi không muốn chiến tranh, song sẽ bảo vệ các quyền của người dân và đất nước của chúng tôi. Tổng thống Iran cho rằng, nếu những hành động gây hấn của Israel vẫn tiếp tục, thì căng thẳng sẽ lan rộng ở khu vực Tây Á. Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp của Quốc hội Iran trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakr Khalibab cũng bày tỏ quan điểm rằng phản ứng của Iran đối với hành động gây hấn của Israel sẽ là chắc chắn về phần mình người phát ngôn bộ ngoại giao iran cũng cảnh báo tehran sẽ sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để đưa ra phản ứng rõ ràng và hiệu quả đối với israel đối với giới chuyên gia theo ông yannis voller giảng viên cao cấp về chính trị trung đông tại đại học ken nếu iran lựa chọn đáp trả họ có thể sử dụng các lực lượng thân iran để bảo vệ chương trình hạt nhân của mình ông voller nói chúng tôi phải nhớ rằng mục tiêu cuối cùng của israel là chấm dứt chương trình hạt nhân của iran và nếu Iran trả đũa thì họ sẽ tạo cơ hội để Israel tiếp tục theo đuổi mục tiêu này. Ông Volo nhận định, Iran có thể cảm thấy ngần ngại đáp trả trực tiếp vì thực tế cho thấy Israel có khả năng tiếp cận các mục tiêu nhạy cảm của Iran. Theo tham of Israel, trong ngày 29 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã xác nhận về việc Hezbollah sử dụng hơn 50 tên lửa tập kích vùng núi Galilee của nước này. IDF cho biết một số tên lửa của đối thủ đã bị đánh chặn nhưng cũng có những va chạm được ghi nhận. Truyền thông địa phương tiết lộ, hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại trong đợt tấn công tên lửa mới nhất của Hezbollah, nhưng đã có ít nhất một người thiệt mạng trong vụ việc. Cũng trong ngày 29 tháng 10, lực lượng Houthi đã thông báo về việc triển khai máy bay không người lái UAV để tấn công một khu công nghiệp ở thành phố Ashkelon của Israel. Về phía Israel, lực lượng phòng vệ Israel nói đã có một UAV lạ xuất hiện ở Ashkelon nhưng máy bay này sau đó đã rơi xuống một khu đất trống. Trong khi đó, theo Al Jazeera, trong ngày 29 tháng 10, một tòa nhà trung cư 5 tầng ở thành phố Beit Lahia, miền bắc giải Gaza đã bị săn phỏng hoàn toàn sau chiến dịch không kích của Israel. Báo cáo của cơ quan y tế Gaza tiết lộ đã có ít nhất 93 người thiệt mạng trong vụ việc, cùng với đó là hàng chục người bị thương và mất tích. Cơ quan y tế cho biết, chúng tôi đề nghị cộng đồng quốc tế lên án hành vi của Israel chúng tôi cần thêm vật tư y tế và hỗ trợ khẩn cấp ngay lập tức. Lực lượng vũ trang Hamas cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ đợt không kích của Tel Aviv. Về phía Israel, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đang đánh giá thông tin về vụ việc. Theo Tham of Israel, trong ngày 28 tháng 10, Quốc hội Israel đã bỏ phiếu thông qua hai dự luật liên quan tới cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine. Cụ thể, dự luật đầu tiên cấm tới cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, gửi đại diện cung cấp các dịch vụ hoặc tiến hành bất kỳ hoạt động nào, dù trực tiếp hay gián tiếp trên lãnh thổ Israel. Dự luật thứ hai liệt tới cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine vào danh sách tổ chức khủng bố, tước bỏ mọi quyền miễn trừ pháp lý của nhân viên tổ chức này. Trong nhiều năm qua, Aviv đã liên tục chỉ trích tới cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine, cáo buộc nhiều nhân viên của tổ chức này cũng là thành viên của Hamas. Động thái của Israel ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Nguồn tin của tham ở Israel cho biết, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vấn đề này. Phía Mỹ hy vọng Aviv cân nhắc lại lệnh cấm, bởi động thái này có thể gây ra thảm họa cho hơn 3 triệu người Palestine. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về lệnh cấm của Israel, cho rằng động thái này gây nguy hiểm cho toàn bộ hoạt động nhân đạo quốc tế tại giải Gaza. Chính phủ Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và Slovenia cũng đưa ra tuyên bố chung lên án động thái của Israel. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom nói rằng lệnh cấm của Israel là không thể chấp nhận được, nhấn mạnh cơ quan này đã là phao cứu sinh cho nhiều người dân Palestine trong bảy thập kỷ qua. Quân đội Israel sáng ngày 29 tháng 10 cho biết, trong ngày 28 tháng 10, lực lượng Hezbollah ở Liban đã phóng 150 quả tên lửa tấn công khu vực phía bắc nước này. Trong khi đó, tại Liban, cơ quan y tế thông báo gần 50 người đã thiệt mạng trong loạt cuộc không kích dữ dội nhất của quân đội Israel và thung lũng Bekaa ở nước này. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 48 người đã thiệt mạng trong loạt không kích liên tiếp của không quân Israel, vào nhiều khu vực khác nhau thuộc thung lũng Beka ở miền đông Liban. Trong ngày 28 tháng 10, trong đó hai khu vực bị oanh tạc ác liệt nhất là Banbek và Bachinko. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Y tế Liban không cho biết có bao nhiêu dân thường và bao nhiêu chiến binh Hezbollah nằm trong số thương vong này. Trước đó, Bộ Y tế Liban ước tính tổng số người chết trong chiến dịch tấn công của Israel và Liban trong hơn một năm xung đột với phong trào Hezbollah đã lên tới 2.710 người, trong đó có gần 700 phụ nữ và trẻ em. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel sáng sớm ngày 29 tháng 10 thông báo, trong ngày 28 tháng 10, Hezbollah đã phóng tổng cộng 150 quả tên lửa và rocket tấn công khu vực phía bắc nước này. Đợt tập kích mới nhất diễn ra hồi đêm ngày 28 tháng 10 với mục tiêu tấn công là khu vực Kiyazmona và các thị trấn lân cận tuy nhiên thông báo của lực lượng phòng vệ israel không đề cập đến thương vong cũng như thiệt hại do các cuộc bắn phá của hezbollah gây ra